Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly đi vườn để cùng chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây bồng bon Thái cũng như là chất lượng của trái bồng bon Thái nha bà con. Bên trung tâm cây giống cũng thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta rất là nhiều về những cái cây bồng bon Thái nè, cũng như là cách trồng bồng bon Thái và cách chăm sóc cây bồng bon Thái như thế nào ha. Còn trên tay của Ly đây là cái chùm bồng bon Thái bên trung tâm cây giống mới vừa hái ở trên cây này xuống luôn nha. Bồng bon Thái thì quý bà con chúng ta trồng chỉ trong vòng là 30 tháng thì bằng này bắt đầu ra trái nha bà con. Trái rất là sai. Trái nó sẽ mọc từ ở trong cái thân. Quý bà con chúng ta thấy không ạ? Trái nó sẽ mọc ở trong cái thân nè. Nó sẽ mọc ra nha bà con. Nó sẽ đang thành chùm giống như vậy nè. Đó. Một chùm như vậy có thể là 300g, 500g, thậm chí có thể là lên tới 1kg luôn hả bà con. Nhưng mà giá trị hiện tại rất là cao nha. Quý bà con chúng ta thường á thì đi ra chợ chúng ta mua cái lúc mà rẻ nhất á, là cũng là từ 50.000 đến 80.000. Có lúc hút hàng thì nó sẽ lên tới 100, thậm chí lên tới 120.000 trên 1kg luôn hả bà con. Nhưng mà một chùm của chúng ta như vậy là từ 300g đến 1kg thì nó cũng khá là nhiều tiền hả bà con. Mà trên một cái cây nè, quý bà con chúng ta quan sát kỹ giúp Ly nha. Trên một cái cây, một chùm nó rất là to nhưng mà nó rất là nhiều chùm. Một cái tổng thể khi mà cái cây này mà khi mà bên trung tâm cây giống không có hái ăn á. Tại vì khu vườn này bên trung tâm cây giống chỉ trồng có một vài cây để thưởng thức, giống như là để có trái, để cùng chia sẻ cho quý bà con chúng ta theo dõi. Giống như là bạn này có dễ trồng hay không, thời gian bao lâu ra trái hả bà con. Trái nó ăn như thế nào luôn ha. Thì Ly trồng chỉ có vài cây thôi để cho khu vườn của mình nó có trái độc lạ hả bà con. Bên trung tâm cây giống không có hái á, là một đợt thu như vậy là khá là nhiều ký nha bà con. Cái chùm này là tầm khoảng là 700-800g nè, nó rất là nhiều trái luôn. Từ ở dưới đít này nó đu nẹo lên ha bà con. Nó đang thành chùm giống như vậy nè. Cái trái bồng bon Thái á, thì quý bà con chúng ta ăn thì nó sẽ ít mủ hơn ha bà con. Cái hạt nó sẽ nhỏ hơn và cơm nó sẽ dày hơn. Đặc biệt là nó sẽ ngọt ha bà con. Nó ngọt hơn bồng Việt của chúng ta rất là nhiều. Nên Ly sẽ cập nhật thường xuyên cho quý bà con chúng ta thích trồng những loại cây kinh tế mới thì chúng ta cũng có thể tham khảo ha bà con. Bạn này thì miền Bắc thì chúng ta cũng có thể là trồng được luôn nha. Nhưng mà miền Bắc thì quý bà con chúng ta trồng thì nó sẽ chậm ra trái hơn khu vực miền Tây của đồng bằng sông Cửu Long hơn một tí xíu hả bà con. Tại vì miền Bắc nó có khí hậu lạnh và khí hậu nóng khác nhau ha. Anh Nam anh quay tổng thể giùm cho em, cho quý bà con chúng ta cùng xem những cái chùm bồng bon ở trên. Trái nó rất là to nha bà con. Quay gần lại giùm em luôn. Trái nó rất là to nè. Nó đang thành chùm nè. Cây này thì bên trung tâm cây giống đã ăn được 2 mùa rồi hả bà con. Khi mà nó có trái nó đang nó mọc thành chùm ở trừ ở trong thân ra tới ở ngoài, cái nhánh ở ngoài ra. Quý bà con chúng ta trồng khoảng cách là từ 4m, 4m một cây là ok rồi hả bà con. Chúng ta không có cần mà thưa quá đâu. Tại vì quý bà con chúng ta quan sát kỹ không? Cái tàn của nó sẽ vượt lên nha bà con, chứ nó không có xè ra nên quý bà con chúng ta cũng có thể là trồng từ 4m đến 5m là thích hợp để trồng được cây bồng bon rồi. Cây bồng bon này thì thời gian đầu á, thì nó cũng hơi chậm lớn một tí xíu. Chúng ta cũng có thể là trồng xen canh, lấy ngắn để nuôi dài ha bà con. Chúng ta có thể là trồng cây ổi nè, hoặc là những cái cây ngắn ngày khác, cây chanh, cây tắc, hoặc là cây hạnh gì đó. Chúng ta xen vô để chúng ta lấy ngắn nuôi dài. Khi nào mà cái cây bồng bon này chúng ta mà hái trái được, thì chúng ta phải bỏ những cây giống kia để chúng ta nuôi lại những cái cây này ha bà con. Đó, cây rất là nhiều trái. Một chùm có thể lên tới là 1kg cái tùm này, cái chùm này nè, nó quá trời to luôn nè, chín hết rồi. Ngày mai thì Ly sẽ nhờ những cái anh chị ra hái ha bà con. Trái rất là nhiều. Còn những cái nhánh ở trên cao không à, tại cao quá hái không tới ha bà con. Có những cái cây mà nó còn trái ở dưới thấp này nè, nhưng mà những cái cây đó thì nó chưa có chín ha bà con. Thì Ly sẽ đi lại để cùng chia sẻ cho quý bà con chúng ta tiếp theo nữa ha, cái cây nó lùn hơn một tí xíu và trái nó như thế nào luôn ha bà con. Đây là cái lá của cây bồng bon Thái đây. Cây bồng bon Thái thì bên trung tâm cây giống chỉ nhân giống là cái cây ghép thôi nha bà con. Cái cây ghép thì quý bà con chúng ta trồng nó mới nhanh ra trái được. Quý bà con chúng ta trồng cái cây hạt thì nó rất là lâu cho trái nha. Nhìn cái chùm nó rất là sai trái nha bà con. Đi ăn cũng khá là nhiều lần rồi. Trong trái bồng bon này nó rất là giàu dinh dưỡng luôn. Người lớn và trẻ nhỏ rất là thích ăn. Giống như cái trái này quý bà con chúng ta vô những cái, giống như là đi vô những cái siêu thị nè, Bách Hóa Xanh hoặc là những cái nơi nào bán trái cây thì quý bà con chúng ta dễ thấy được là trái bồng bon sẽ trưng bày đầu tiên nha bà con. Tại vì người tiêu dùng rất là thích ha. Theo như Ly đóng vai là người tiêu dùng thì Ly cũng chọn là trái bồng bon Thái này nha bà con. Tại vì bạn này ăn rất là tốt, rất là giàu dinh dưỡng và đặc biệt là không có mủ. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây bồng bon Thái cũng như là chất lượng của trái bồng bon Thái nha bà con. Đây, chùm trước màn hình đây ha. Cô chú anh chị có bất cứ câu hỏi gì thì cứ vui lòng gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình giúp Ly nha. Để bên trung tâm cây giống được đồng hành và giải đáp cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và sớm hơn nha bà con. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào 18h30 hàng ngày.
tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta kỹ hơn, nhiều hơn về mô hình trồng bồng bon nha. Bye bye!